liên quan đến vụ việc 6 người Việt Nam tử vong tại một khách sạn nổi tiếng tại Bangkok, Thái Lan vào chiều ngày 18 tháng 7, Trung tướng Intifon Acharya Pradit thuộc tại Sở Cảnh sát Lumpini đã thông tin cho biết 5 thân nhân đã được mời tới để chứng kiến việc mở tư trang hành lý của những người đã tử vong trong vụ việc cùng nhân viên pháp y cũng như đại sứ quán hiện cơ quan pháp y đang thu thập toàn bộ thông tin về những vật phẩm có trong túi sở cảnh sát cũng cho hay là không có bất kỳ loại thuốc rắn nào được tìm thấy trong túi đồ của tất cả các nạn nhân tuy nhiên có một loại thuốc được bọc khá kỹ trong túi nhựa không thể xác định được đây có phải là cyanur hay không bằng mắt thường nên cần có sự giám định của cơ quan pháp y hầu hết đồ trong túi đều là quần áo được đóng cẩn thận toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị phá hoại ngoài ra một số đồ ăn nhẹ cũng được tìm thấy trong hành lý của các nạn nhân cùng với đó hiện cảnh sát vẫn chưa thể liên lạc được với thân nhân người đàn ông mang quốc tịch mỹ nên chưa thể mở hành lý của ông này cơ quan chức năng vẫn đang gửi thông báo tới đại sứ quán để tìm người thân không chỉ vậy, trên kênh truyền hình Thái PBS cũng thông tin cho hay, sáng ngày 18 tháng 7, thiếu tướng Polwate Asagut Mancon, Tư lệnh đội pháp y trung ương, đã tiết lộ về việc phát hiện dấu vân tay khả nghi trên vật chứng. Hiện các nhân viên đội pháp y đang đẩy nhanh quá trình xác định dấu vân tay này, cũng như đối chiếu với vân tay sáu nạn nhân. Theo đài Nation TV của Thái Lan, vào chiều ngày 18 tháng 7, cảnh sát Thái Lan bắt đầu tiến hành kiểm tra hành lý và tư trang của các nạn nhân trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Edawan ở thủ đô Bangkok. Thân nhân của 5 người quá cố đã được mời tới để chứng kiến quá trình mở hành lý, trong đó chưa thể liên lạc được với thân nhân của ông Đặng Hồng Văn. Bên cạnh đó, các nhân chứng liên quan tới vụ việc cũng được triệu tập để cung cấp thêm lời khai. Trong số này có chồng cũ của bà Nguyễn Thị Phương Lan, hai nhân viên cuối cùng đã phục vụ bữa ăn và xét trà cuối cùng cho nhóm 6 người Việt. Tổng cộng là có 8 vali, một ba lô, vài đôi giày và một số vật dụng khác. Trước đó cảnh sát mới chỉ khám nghiệm hiện trường. Đến cuối ngày 18 tháng 7, quá trình giám định hành lý về cơ bản là đã hoàn tất. Theo báo cáo kết quả mà nhóm tin tức của Nation TV nhận được, các điều tra viên đã tìm thấy một số bằng chứng quan trọng bên trong vali của một trong sáu người tử vong. Đáng lưu ý, những bằng chứng này cho phép xác định rõ ràng ai là kẻ đã tiến hành hạ độc. Cảnh sát cho biết họ đang chờ kết quả xác nhận cuối cùng từ các chuyên gia pháp y rồi mới công bố. Tuy nhiên, theo Nation TV, với cơ bản, chứng cứ này phù hợp với nhận định trước đó của cảnh sát trong việc xác định thủ phạm hạ độc. Đài thái PBS của Thái Lan cho hay, trong quá trình kiểm tra hành lý của 6 người Việt tử vong, cảnh sát còn tìm thấy tài liệu tiếng Việt và những viên thuốc trông giống các loại thuốc thông thường. Những viên thuốc này sẽ được gửi tới đơn vị pháp y để xác định xem có cùng loại với số thuốc được tìm thấy ở hiện trường hay không. Tờ Manichon Online ngày 17 tháng 7 trích dẫn đoạn clip do camera an ninh CCTV của khách sạn ghi lại cho thấy hình ảnh nhóm du khách di chuyển vali về một phòng trong khuôn viên khách sạn Grand Hyatt Eraquan ở quận Wan từ hôm 15 tháng 7. Cụ thể, theo trích xuất camera do Mati cung cấp, trong khoảng thời gian từ 14 giờ 09 đến 14 giờ 17 ngày 15 tháng 7, nhóm du khách này đã di chuyển toàn bộ vali đến phòng 502 ở tầng 5. Hình ảnh cuối cùng camera ghi lại được là lúc cả sáu du khách bước vào căn phòng và không ai rời đi kể từ đó. Trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau đêm 16 tháng 7, Trung tướng Thị Thi Thi Seang Quang, cảnh sát trưởng thủ đô Bangkok cho biết, quá trình điều tra sơ bộ bước đầu xác nhận các nạn nhân không tự sát mà bị sát hại. Theo tướng TT Seang Sawang, dựa trên dữ liệu khách sạn có 7 người đã đăng ký đặt 5 phòng được sắp xếp trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum vào cuối tuần qua, tuy nhiên chỉ có 5 người tới nhận 5 phòng. Bốn phòng trên tầng 7 đã được lên lịch trảm phòng vào chiều ngày 15 tháng 7. Toàn bộ hành lý của đoàn khách được tập trung ở phòng còn lại tại tầng 5, cũng là nơi 6 thi thể được phát hiện. Vào thời điểm được tìm thấy, ba người đàn ông và ba người phụ nữ đều được xác định đã tử vong trong căn phòng bị khóa trong. Không có dấu hiệu xô sát giữa các nạn nhân, hành lý của họ được tìm thấy gần cửa phòng. Tướng Thiti Saeng Sao Quang cho biết thêm, trước đó các thi thể được phát hiện bởi một nhân viên tạm vụ khi họ đi vào dọn phòng và nhận thấy cửa bị khóa từ bên trong. Thiếu tướng Tharades Thumsathi, chỉ huy điều tra của cục cảnh sát thủ đô thông tin, hai nạn nhân, một nam một nữ, dường như đã cố gắng mở cửa căn phòng nhưng không thành công. Ông cho biết chỉ có một nạn nhân bị thương ở mặt do ngã vào một vật cứng dựa trên dữ liệu hiện trường với sau suất ăn còn chưa được dùng bữa và sau cốc trà có khả năng đã được sử dụng. tiếng Thum thê xác nhận rằng có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc và có vẻ như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Điều đáng lưu ý là so sánh với danh sách đăng ký 7 thành viên ban đầu, chỉ có 6 thi thể được tìm thấy, nghĩa là vẫn còn một thành viên trong nhóm 6 du khách này chưa xuất hiện. Hiện cảnh sát đang kiểm tra CCTV và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối và truy vết người thứ bảy này. Dự kiến cảnh sát Thái Lan sẽ tổ chức họp báo vào chiều ngày 17 tháng 7 để thông tin cập nhật về vụ việc. Liên quan đến mối quan hệ của những người trong vụ việc sáu người Việt Nam tử vong ở khách sạn Bangkok Thái Lan. Thông qua thẩm vấn, người thân của một trong những nạn nhân cho biết, bà Sarin trong hiện được xác định là nghi phạm của vụ án, đã nhờ chị NTPL làm người môi giới thuyết phục vợ chồng ông PHT và bà NTP, giám đốc công ty xây dựng cầu đường ở Việt Nam, tham gia đầu tư cùng xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản với số vốn góp khoảng 278.000 đô la Mỹ, khoảng 7 tỷ đồng. Nhưng sau đó, do dự án đầu tư này không có tiến triển nên người đầu tư là vợ chồng ông T, bà P đã không ngừng sò la tin tức và đòi lại số vốn. Mãi đến thời gian gần đây, cặp vợ chồng và Serin trong mới có thể hẹn nhau để giải quyết vấn đề tại Nhật. Tuy nhiên, do đôi vợ chồng gặp khó khăn trong vấn đề xin thị thực nên đã đổi địa điểm sang Thái Lan. Đồng thời, họ cũng muốn đến thăm chùa Yanawa, chùa thuyền nổi tiếng tại Thái. Đối với ông DHV, hiện vẫn chưa rõ người này có mối quan hệ gì, nhưng cảnh sát phát hiện bà Serin trong đã đặt phòng cho ông này, nhưng ông Hát sau đó vẫn dùng thẻ tín dụng của mình để trả tiền phòng. Truyền thông cho rằng ông Hát và bà Serin trong có quan hệ vợ chồng. Với chuyên gia trang điểm TDP được biết, người này trước đó đã đến Bangkok để trang điểm cho đám cưới một tỷ phú rồi đến gặp nhóm người này. Theo truyền thông Thái Lan, anh Pei được cho cũng là một trong những người được kêu gọi đầu tư vào dự án bệnh viện tại Nhật của bà Sarin Chong. Ngoài ra, còn có một người khác là em gái bà L, người môi giới đi cùng, cũng là người đứng ra đặt phòng cho nhóm. Tuy nhiên, người này đã được cảnh sát loại bỏ khỏi đối tượng tình nghi khi đã trở lại Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. Vào ngày 17 tháng 7, đội cảnh sát điều tra thủ đô đã tạm giữ ông PNV, 35 tuổi, người Việt Nam, cũng là người được cho là hướng dẫn viên của nhóm người tử vong và tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, anh này cho hay không biết nhóm khách này sang Thái Lan làm gì cũng như chưa bao giờ gặp anh V cho biết thêm, từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 7, chị L đã nhờ anh mua một loại thuốc được miêu tả là Snack Medicine, thuốc rắn. Sau đó, V là trung gian kết nối chị L và một người khác với tên Tiger để mua loại thuốc này với giá 11.000 bạt, khoảng 7,7 triệu đồng, rồi đưa cho chị này đi mua thuốc. Sau đó, người này lại đưa chị L về khách sạn. Hiện cảnh sát đang tìm tung tích của người có biệt danh Tiger này. Tối ngày 16 tháng 7, người dân ở Thái Lan và Việt Nam đều dũng động trước thông tin nhóm 6 người Việt được phát hiện tử vong bên trong Grand Hyatt Erawan, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm Bangkok. Sự việc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông khi thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân đều chết vì ngộ độc. Các thi thể được tìm thấy tập trung ở phòng 502 của khách sạn, trừ một người được phát hiện ở phòng ngoài. Phòng này vốn phải trả trong ngày 16 tháng 7 và hành lý của các nạn nhân đều đã được đóng gói. Sáu nạn nhân gồm ba nam và ba nữ thiệt mạng đều là người Việt, trong đó có hai người mang quốc tịch Mỹ. Khi cảnh sát Thái Lan tiến hành khám nghiệm hiện trường, có 6 cốc đồ uống dở và 6 suất đồ ăn còn nguyên vẹn. Các nạn nhân cũng được xác định đã tử vong trong khoảng thời gian sau khi nhận đồ ăn từ dịch vụ phòng vào khoảng 13 giờ 51 ngày 15 tháng 7. Tại hiện trường có dấu vết cho thấy các nạn nhân đã uống trà cà phê. Nhân viên khách sạn cho biết cửa đã được khóa từ bên trong, không tìm thấy bằng chứng hành hung, giằng co hoặc lục soát cướp tài sản tại hiện trường. Ngay trong đêm 16 tháng 7, thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến khách sạn Grand Hyatt Eragon, chỉ đạo điều tra và làm rõ vụ việc. Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan điều tra phải khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch nước này chỉ trong chưa tới một ngày, cảnh sát Thái Lan phối hợp với chính quyền Việt Nam và các cục điều tra liên bang Mỹ FBI cơ bản xác định được nguyên nhân khiến nhóm người Việt tử vong cũng như nghi phạm. Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, nghi phạm được xác định là bà Serin Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, một trong những người thiệt mạng trong phòng 502. Ngày 14 tháng 7, bà Sarin trong bắt đầu nhận phòng số 502 tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. Tiếp đó, 5 người khác trong nhóm bắt đầu đến phòng 502 nhưng quay trở lại phòng của họ trên tầng 7 vào buổi tối. 11 giờ 42 ngày 15 tháng 7, ông Giang Văn Hưng đặt đồ ăn và 6 tách trà từ phòng của ông ở tầng 7. Trong khoảng từ 13 giờ 51 đến 13 giờ 57, ông Trần Đình Phú gọi thêm món cơm chiên và yêu cầu ra tới lúc 14 giờ. 13 giờ 51 đến 13 giờ 57, nhân viên khách sạn mang đồ ăn theo yêu cầu đến phòng 502. Bà Sarin Chong là người duy nhất có mặt trong phòng vào thời điểm đó. Khi được nhân viên đề nghị pha trả thì bà Chong đã từ chối và nói sẽ tự mình làm. Theo đề nghị của bà Sarin Chong, cả nhóm 6 người sẽ tập trung tại phòng 502 trước khi trả phòng rời khỏi Grand Hyatt Erawan. 14 giờ 03 bà Nguyễn Thị Phương kéo vali vào phòng. 14 giờ 04 ông Phạm Thanh Hồng chồng bà Nguyễn Thị Phương vào phòng. 14 giờ 08 ông Đặng Văn Hưng bước vào phòng. 14 giờ 12 tới 14 giờ 13 cả 6 người đều đến phòng 502, trong đó có ông Trần Đình Phú. 14 giờ 17 cả 6 người đứng trước cửa phòng rồi đi vào phòng, không có dấu hiệu hoạt động nào trước cửa phòng 502 kể từ thời điểm này. 16 giờ 30 ngày 16 tháng 7, nhân viên khách sạn tìm thấy thi thể 6 người Việt trong phòng 502 sau khi kiểm tra không thấy khách trả phòng. Từ những chứng cứ thu thập tại kiện trường và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát Thái Lan bắt đầu xác định được động cơ khiến bà Serin Chong ra tay sát hại nhóm người Việt đi cùng. Do vấn đề tranh chấp tài chính hơn 10 triệu bạt, khoảng 7,5 tỷ đồng, bà Serin Chong đã đầu độc tất cả các nạn nhân bằng cyanua. Số tiền kể trên là một phần vốn bà Trong đã mời 5 người khác tham gia đầu tư vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản, trong số đó có hai vợ chồng người Việt. Tuy nhiên, sau thời gian dài, dự án không tiến triển nên các nhà đầu tư bắt đầu kiện bà Trong ra một tòa án ở Nhật Bản. Nhóm các nhà đầu tư dự định sẽ gặp nhau tại tòa án ở Nhật trong hai tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, Trong đã hẹn gặp hai vợ chồng nạn nhân để đàm phán. Ban đầu họ dự định đến Nhật, song kế hoạch này bị hủy vì vấn đề visa. Địa điểm cuộc gặp chuyển sang Bangkok nhóm 6 người đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau. Bà Trong ở phòng 502 tại tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan, 5 người còn lại ở 4 phòng trên tầng 7. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán ban đầu dường như không có kết quả. Những người trên tầng 7 trả phòng vào trưa ngày 15 tháng 7 và trong mời họ mang theo hành lý tới phòng 502 để đàm phán thêm lần nữa. Bà đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người. Camera an ninh tại khách sạn cho thấy nhóm 5 người sau đó lần lượt kéo hành lý vào phòng 502. Từ 14 giờ 17 ngày 15 tháng 7, không còn ai ra khỏi phòng nữa. Đến tối ngày 16 tháng 7, nhân viên phục vụ phát hiện 6 thi thể bên trong căn phòng khóa kín và báo cảnh sát. Tướng Nopasin cho biết chất độc cyanur đã được nghi phạm trong tầm vào trà và pha cho 5 người trong nhóm cùng uống. Trong cuộc uống trà này và tử vong tại hiện trường, Báo cáo xác nhận cả 6 người đã tử vong khoảng 12 giờ đến 24 giờ trước khi được phát hiện. Trung tướng Chai Ram trưởng Phan, trường bộ phận khoa học Pháp Y, Cảnh sát Thái Lan cho biết, Sianua cũng được tìm thấy trong các túi trà thu thập được từ căn phòng đó. Trong quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường, Cảnh sát Thái Lan xác định có 5 ly trên bàn trà và một ly trên bàn ăn với Sianua bên trong. Chất độc được xác định đến từ một trong ba túi trà được pha trước khi án mạng xảy ra. Tướng Phi Paen nói thêm, Nhân viên khách sạn mang ấm trà, sữa và hai bình nước nóng đến phòng. Nghi phạm đã tầm xiên đua vào trà. Lá trà được ủ thông thường sẽ có màu nâu nhạt, nhưng vật chứng được tìm thấy ở hiện trường màu tối sẫm, khiến các chuyên gia nhận định chúng bị tầm lượng lớn cyanua. Ngoài ra, cyanua được tìm thấy tại hiện trường là loại cực mạnh, không mùi, không vị và sẽ phát tác chỉ 5 phút sau khi đi vào cơ thể. Trung tướng Phil nói thêm, vì cyanua không mùi, không vị khi pha với trà, các nạn nhân đều không biết bản thân đang uống chất độc. Cyanua sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến các tế bào máu không thể trao đổi oxy, gây nghẹt thở. Bệnh nhân tử vong nhanh do suy hô hấp, co giật sau chưa đầy 5 phút. Để đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể cũng như chụp CT cắt lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung. Tiến sĩ Kokiat Vongpaisasin, bác sĩ pháp y thuộc khoa y học của trường đại học Chulalongkorn cho biết, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sẫm. Tại lớp sàng lọc phát hiện cyanua, tuy nhiên vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng cyanua cũng như phát hiện các chất độc khác. Kết quả chính xác sẽ có trong vòng 1 tới 2 ngày tới.